Vừa rồi là chúng ta đã giới thiệu với nhau là công cụ pen để tạo ra path. Đấy là một cách để tạo ra cái vùng chọn cho nó kỹ càng hơn, chi tiết hơn. Thế thì tiếp theo thì chúng ta sẽ nói tới các cái công cụ liên quan tới một mục tiêu khác, không phải là chọn nữa mà bây giờ là chỉnh sửa các cái bức hình. Để chỉnh sửa bức hình thì nó sẽ có rất là nhiều các cái yếu tố cần chỉnh sửa, bao gồm là sao chép này, rồi thì dập xóa này, rồi thì chỉnh sửa những cái chỗ mà nó không mong muốn. Thế thì cái công cụ gốc mà chúng ta vẫn biết tới đó là công cụ Clone Stamp. Công cụ Clone Stamp là cái công cụ mà nó sẽ giúp cho chúng ta là chỉnh sửa vá víu những cái điểm được gọi là lỗi ở trên cái bức ảnh. Thế thì cái công cụ này thì nó hoạt động theo nguyên tắc như thế nào? Công cụ này hoạt động theo nguyên tắc là nó sẽ lấy những cái điểm ảnh mẫu mà được cho là hoàn thiện, sau đó thì nó vá đè lên bên trên những cái điểm ảnh mà được coi là lỗi. Quy tắc sử dụng như sau. Đây, bây giờ tôi mở thử một cái ảnh như thế này ra. Đây, ví dụ như thế này. Ở đây chúng ta có một cái hình, một phần khuôn mặt như thế này và đang có một cái nốt ruồi. Bây giờ tôi muốn dập xóa nó đi, tẩy xóa nó đi. Đó. Thì tôi sẽ dùng công cụ Clone Stamp. Đây là công cụ gọi là công cụ gốc luôn đấy. Thế nguyên tắc của nó là gì? Nó sẽ lấy những cái vùng điểm ảnh kế cận, những cái vùng được cho là lỗi, để đè lên dập xóa những cái vùng ảnh lỗi. Quy tắc sử dụng như sau. Chúng ta lấy công cụ và chúng ta đưa vào trong khu vực làm việc. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy mẫu ở những cái khu vực kế cận, những chỗ mà chúng ta coi là lỗi. Thao tác lấy mẫu thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím An. Khi chúng ta nhấn giữ phím An thì đây, các bạn quan sát này, đây là đầu tròn của công cụ này. Đó, khi tôi nhấn giữ phím An thì nó chuyển đổi thành hình như thế này. Sau đó các bạn kích chuột một cái để xác nhận rằng là tôi lấy mẫu từ đây và nhả chuột ra. Khi các bạn di chuột sang vị trí mới thì các bạn sẽ thấy một phần cái hình ảnh mà nó nằm ở cái điểm chúng ta lấy mẫu được di sang và đè lấp lên phía trên của cái phần lỗi như thế này. Đó. Bằng cách là di chuột như thế này, các bạn sẽ dập xóa được cái nốt ruồi. Thế quy tắc ở đây là gì? Lấy điểm ảnh ở chỗ nọ, dán đè lên điểm ảnh chỗ kia. Thế thì cái công cụ gốc này nó hoạt động theo một cái nguyên tắc tương đối thô sơ, nghĩa là chỉ đơn giản là dán từ chỗ nọ sang chỗ kia thôi. Và nó vẫn còn một cái tình trạng là người ta gọi là tình trạng dán giấy. Đôi khi là chúng ta vẫn thấy được cái đường biên của cái vết dập xóa của chúng ta. Đấy. Thế thì người ta sẽ xử lý cái vấn đề này bằng hai cách. Một là người ta lấy cái bút tương đối to một tí, sau đó thì người ta để cái độ cứng của nét bút xuống bằng không, có nghĩa là biên mềm. Và trường hợp biên mềm thì nó sẽ rất khó nhận ra cái biên của cái vết vá của chúng ta. Đấy là một cách. Cách thứ hai, nếu như các bạn vẫn dùng bút cứng cũng được thì chúng ta sẽ phải vá theo cái cùng cách là vá nhiều lần. Đấy là tôi không để opacity nó là 100% nữa mà tôi giảm xuống. Khi opacity giảm xuống thì một cái vết vá này nó sẽ phải vá độ khoảng vài lần. Đấy. Thế nhưng mà như thế thì nó cũng sẽ vẫn tương đối là dễ nhận. Đấy, thì có lẽ là chúng ta có thể kết hợp giữa hai cái, giảm opacity một chút. Đấy. Thì khi opacity mà nó giảm thì cái biên của nó cũng sẽ khó nhận ra hơn. Đồng thời chúng ta làm thêm bằng một cái bút mềm. Thế thì quy tắc ở đây là gì? Quy tắc ở đây là vá từ chỗ nọ sang chỗ kia, đơn giản là thế thôi. Đấy, và cái điểm mà chúng ta nói rằng là nó không được hoàn hảo lắm chính là cái đoạn này.
tôi có thể lấy điểm mẫu từ chỗ nọ sang chỗ kia, nhưng mà cái biên của nó một khi mà rõ thì chúng ta sẽ bị lộn. Vậy thì cách khắc phục đơn giản nhất là chúng ta sử dụng bút biên mềm thì nó sẽ giảm bớt đi cái chuyện đó. Thế thì cố gắng là chúng ta giảm thiểu những cái lỗi bằng cách là gì? Lấy cái điểm mẫu càng sát với cái chỗ chỉnh sửa càng tốt. Tại vì sao? Trong một khuôn mặt hay là trong cùng một cái chỗ nào đó thì cái chất liệu của nó càng gần cái chỗ mà chúng ta sửa thì nó càng giống, đúng không? Và cái thứ điểm thứ hai nữa là chất liệu nào là vá cho chất liệu đó. Ví dụ như là một cái hình mà nó rộng, tôi thấy là có cả người chẳng hạn, để tôi tìm thử cái ảnh đó. Ở đây thì đang sót rồi. Nói tóm lại là chúng ta không được lấy một cái chất liệu nọ mà để vá sang chất liệu kia, đúng không? Chẳng hạn như là tóc thì tôi không thể lấy để tôi vá xuống da, vải thì tôi không thể lấy để tôi vá lên một cái chất liệu khác được, mà chất liệu nào là chất liệu đó. Thứ hai nữa là càng sát nhau thì càng tốt. Thế thì ở đây nó sẽ có một cái vấn đề khi mà người ta phát hiện ra là cái đường biên nó hơi khó nhận, hơi khó giấu, thì người ta sẽ sử dụng một cái phương pháp nữa, tức là người ta đưa ra một cái công cụ mà có cái tính chất cách mạng hơn, đó là công cụ Healing Brush. Cái này thì tới phiên bản 6.0, Photoshop 6.0 bắt đầu xuất hiện cái công cụ này. Trước đó là phiên bản 5.5 trở về trước là người ta phải xử lý bằng cái công cụ Clone Stamp này. Đấy. Nhưng mà tới phiên bản 6.0 thì bắt đầu xuất hiện thêm một cái công cụ thay thế đỡ cho cái công cụ Clone Stamp này, đó là công cụ Healing Brush. Công cụ Healing Brush thì bản chất nó vẫn là lấy điểm ảnh từ chỗ nọ để vá sang chỗ kia giống như là công cụ Clone Stamp thôi. Nhưng nó có một cái cải tiến là sau khi thực hiện cái thao tác vá thì nó không dừng lại ở cái đoạn là lấy chỗ nọ lấp lên chỗ kia, mà nó còn có một cái hậu kỳ nữa, đó là vá xong thì tôi sẽ trộn lẫn giữa điểm ảnh cũ và điểm ảnh mới. Khi mà đã trộn lẫn điểm ảnh cũ điểm ảnh mới thì người ta sẽ không nhận ra đâu là chỗ mới vá vào nữa. Đây, chúng ta sẽ làm cái thao tác thử bằng cái công cụ này thì sao. Tôi lấy mẫu vẫn bằng phím Alt, click một cái, sau đó tôi di vào đây, kích chuột. Hầu như không thể nhận ra được cái vết vá, lý do vì cái điểm ảnh mới sau khi được lấp lên cái chỗ được coi là lỗi rồi thì nó trộn tiếp với lại điểm ảnh cũ xung quanh, và sau khi trộn xong thì không nhận ra đâu là cũ đâu là mới nữa. Bây giờ chúng ta thử nghiệm một tí để chúng ta biết được là có đúng là nó trộn hay không. Đó, tôi sẽ làm một cái thao tác như thế này để các bạn hình dung. Đây, tôi có một cái ảnh trắng nền như thế này. Bây giờ tôi lấy thử một cái bức ảnh nào khác nhé. Đây, ví dụ tôi để cái bức ảnh như thế này, các bạn nhìn thử cái thao tác này. Đầu tiên là tôi sử dụng công cụ Clone Stamp, tôi lấy mẫu ở bên này, sau đó tôi vá sang bức ảnh bên này. Ở đây thì các bạn để ý giúp tôi là nó có mấy cái tùy chọn như sau, đó là tùy chọn Current Layer, Current and Below và All Layer. Bình thường ra về mặt nguyên tắc là chúng ta vá là vá trên cùng một layer, do đó thì chúng ta chỉ lấy cái điểm ảnh từ chỗ nọ chúng ta di sang chỗ kia ở trên cùng layer đó để chúng ta dập vá thôi. Tuy nhiên nó vẫn cho chúng ta một số các tùy chọn khác, ví dụ như Current and Below có nghĩa là từ layer nọ có thể vá sang layer kia. Thế còn ở trong trường hợp cuối cùng này là All Layer thì nó chấp nhận rằng là bất cứ cái layer của chính tài liệu này hay là sang layer của tài liệu khác đều được chấp nhận cả. Đây, bây giờ chúng ta quan sát nhé. Tôi lấy một cái bút to to một tí để cho nó dễ này. Thứ hai nữa là bút đấy là bút cứng để cho chúng ta nhìn nó rõ ràng hơn.
Bây giờ tôi nhấn phím Alt ở bên cái ảnh này và tôi đưa sang bên này nha, quan sát nha, nhấp cứ nhấp giữ chuột và tôi vẽ này. Thế thì rõ ràng là nó đang lấy điểm ảnh ở bên gì đây nhỉ, ở bên ảnh bên trái và đưa sang vá sang điểm ảnh của bên phải, và kết quả là như thế này. Tôi buông chuột ra thì cái vết vá của tôi nó sẽ thế này. Bây giờ chúng ta so sánh tiếp trường hợp thứ hai là chúng ta dùng cái công cụ mới hơn, đó là công cụ Healing Brush. Thao tác cũng vẫn tương tự như vậy thôi. Bây giờ tôi cũng lấy một cái đầu bút cứng, cũng lấy một cái size nó tương đối lớn một tí, và bây giờ tôi kích chuột vào đây. Tôi cũng lấy mẫu và tôi đưa sang bên này. Nhớ là để cũng để ở chế độ On Layer để cho nó cho phép lấy từ cửa sổ bên nọ sang cửa sổ bên kia. Bây giờ quan sát này nha. Tôi lấy sang. Các bạn thấy có cái điểm gì nó khác biệt giữa cái bên trái và cái bên phải tôi đang vẽ không ạ? Một bên thì nó rõ, nó rất giống ở bên này, còn bên này thì bị nhạt. Nhạt vì sao? Nhạt vì đơn giản là nó lấy điểm ảnh sang, nó vá vào, nhưng mà sau đó nó lại trộn tiếp với cái điểm ảnh gốc vốn có của cái bên ảnh bên phải. Mà điểm ảnh gốc vốn có là màu trắng, cho nên khi nó trộn với màu trắng thì nó làm cho tất cả trở nên bạc đi. Đấy. Và chúng ta không thể nhận ra được rõ ràng cái biên của cái vết vá này ở đâu, đúng không? Khi mà nó trộn vào đây rất khó nhận ra. Nhưng thằng này thì rõ ràng chúng ta nhận ra rất rõ đâu là biên của cái vết mà chúng ta vừa vá vào. Thì đấy chính là cái công cụ Healing Brush. Công cụ này nó mang tính cải tiến hơn. Tuy nhiên cái nào nó cũng có hai mặt của vấn đề. Đó là nếu mà tôi vá một cái điểm nào đó thì lại tùy vào từng khu vực một mà chúng ta chọn công cụ, chứ không phải lúc nào cũng công cụ Healing Brush cũng tốt hơn là công cụ Clone Stamp. Nếu như nó là một cái vùng mà tương đối là thuần nhất thì cái việc vá bằng Clone Stamp hay là Healing Brush thì cũng không khác gì nhau. Nhưng nếu chúng ta vá vào một cái vùng mà nó mang tính chấp chới giữa chất liệu nọ với chất liệu kia, chấp chới giữa vùng sáng với vùng tối, thì lúc này thì chúng ta lại sẽ có những cái chuyện mà nó không được hoàn hảo lắm. Đây ví dụ như này, các bạn quan sát cái này. Bây giờ tôi có một cái điểm màu mà nó lạ vào đây nhá. Này, ví dụ cái này đi. Đó. Bây giờ nếu như mà tôi vá bằng cái công cụ Clone Stamp. Tôi vá vào đây. Tất nhiên là nó sẽ hơi hơi thấy cái gì ở, tại vì tôi đang dùng bút cứng. Nếu tôi dùng bút mềm thì nó sẽ giảm cái tình trạng nó đi. Nhưng bây giờ nếu như mà tôi sử dụng cái công cụ là công cụ Healing Brush. Công cụ Healing Brush thì sẽ có những cái lúc mà nó sẽ không được như ý đâu. Bài này đến đây thì có lẽ là nó cũng vẫn chưa chuẩn lắm, tại vì là cái màu này nó vẫn là màu trời, màu biển, nó vẫn một tông xanh. Nhưng nếu mà nó là cái màu nó khác nhau chẳng hạn, đây ví dụ cái đoạn này mà tôi có một cái màu nó sẫm hơn chẳng hạn. Đây, chúng ta thử một cái phần lạnh này đi. Đây, chẳng hạn một bên tối sẫm, đúng không? Một bên sẫm và một bên sáng. Ví dụ như này. Bây giờ các bạn xem thử lại cái vết vá này. Đây, ví dụ như này. Bây giờ mà tôi lấy cái công cụ cái linh chẳng hạn. Đấy nhá. Khi mà tôi vá ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó hơi bị lấy một phần gì đây nhỉ, cái màu xung quanh. Màu xung quanh ở đây là màu sẫm nhá, đúng không? Ở trên này cái trời nó sáng hơn, thì khi mà tôi bấm vào đây thì tôi đang bị kéo một cái phần
tôi bị đang bị trộn của cái phần gì đây nhỉ, màu sáng hơn vào. Nó sẽ, nếu mà tôi vá ở trong phần sẫm có nghĩa là tôi sẽ bị kéo một chút phần sáng vào, hoặc ngược lại, nếu như mà tôi vá một cái phần mà phần gì đây, phần sáng đấy, thì có thể ngược lại nó sẽ bị kéo ngược cái phần tối vào. Thế cho nên nếu mà chúng ta làm việc ở cái đoạn mà nó giáp ranh giữa hai cái phần này này đấy, thì phải rất cẩn thận. Cách làm thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải lấy nửa trong nửa ngoài thế này thì nó mới đỡ, thì đây nhỉ, nó mới bị đỡ đỡ lấy cái màu sáng vào màu tối, hoặc ngược lại là màu tối vào màu sáng đấy. Bao giờ nếu mà vá ở cái khu vực như thế này, cố gắng là phải lấy cả hai nửa đấy, cả sáng cả tối vào vá. Chứ còn nếu mà chỉ vá thuần một bên là bao giờ cũng phát sinh chuyện ngay. Thế mà đến đây thì tôi lại giới thiệu tiếp một cái công cụ nữa. Sau khi mà chúng ta làm việc với cái công cụ gọi là công cụ Healing này, thì chúng ta thấy là nó đã có một cái tiến bộ hơn so với công cụ Clone Stamp, tức là nó trộn giữa điểm ảnh cũ và điểm ảnh mới ở cái vết vá. Nó giúp cho chúng ta xử lý mọi chuyện nó trở nên là hoàn hảo hơn. Thế nhưng nó vẫn có thêm một cái thao tác là vẫn phải nhấn phím An để mà lấy mẫu. Thế do đó thì vẫn còn hơi lủng củng, thì người ta lại đưa tiếp ra một số các cái cải tiến khác nữa. Ví dụ ở đây chúng ta có thêm, cùng cái thời điểm mà xuất hiện ra cái công cụ Healing Brush này, thì chúng ta có thêm một cái công cụ nữa, nó được gọi là công cụ Patch Tool. Đây, chúng ta xem thử cái công cụ Patch Tool nó hoạt động như thế nào nhé. Patch Tool thì nó hoạt động theo cái nguyên tắc là cũng là lấp từ chỗ nọ sang chỗ kia, và đồng thời lấp xong thì nó cũng sẽ trộn giữa điểm mới và điểm cũ. Tuy nhiên cái thao tác của nó thì hơi khác so với công cụ Clone Stamp cũng như là công cụ Healing Brush, bởi vì nó không cần phải nhấn An để lấy mẫu mà nó khoanh một cái vùng trực tiếp như sau. Chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn ở trên này khi mà chúng ta sử dụng công cụ Patch Tool, đó là chế độ xuộc hoặc là chế độ Destination. Nếu tôi để ở chế độ đây, các bạn quan sát này, tôi vẽ một cái vùng xung quanh cái vùng được gọi là lỗi đấy, và nó sẽ tạo ra một vùng lựa chọn giống như cái vùng chọn thông thường mà chúng ta vẫn hay làm việc. Sau đó thì sử dụng chính cái công cụ Patch Tool này, tôi sẽ kéo cái vùng điểm ảnh này sang cái vùng kế cận, và sau khi tôi nhả chuột ra thì các bạn sẽ thấy là tại cái điểm mà tôi nhả chuột, nó sẽ lấy mẫu, từ đó nó lấp vào trong cái vùng bị lỗi này. Đấy là một cách mà chúng ta để xuộc, tức là những cái vùng lỗi, đúng không? Khoanh vùng lỗi và lôi cái vùng lỗi đó sang vùng không lỗi. Thế còn ngược lại thì chúng ta để ở chế độ Destination thì chúng ta sẽ làm như sau: vẽ vào cái vùng không lỗi, sau đó thì chúng ta kéo và thả lên vùng gì đây, lên vùng lỗi, thì nó sẽ lấy cái điểm ảnh đó, nó trộn luôn, nó lấp lên và nó trộn luôn vào với lại cái vùng lỗi đó, và nó dập xóa cái phần lỗi đi. Thì đấy là hai công cụ xuất hiện cùng một thời điểm với nhau, đó là công cụ Healing Brush và công cụ Patch Tool. Sau đó thì ở các phiên bản tiếp theo, Photoshop lại đưa ra một công cụ nữa gọi là công cụ Spot Healing Brush. Công cụ này thì hoạt động theo nguyên tắc giống như là cái lệnh Tô Container Way. Có nghĩa là nó hoạt động như thế này: tôi sẽ sử dụng cái công cụ Spot đấy, và tôi di trực tiếp vào đây, vẽ một cái vùng đen đen lên trên cái vùng mà tôi muốn dập xóa. Sau khi buông chuột ra thì chúng ta sẽ thấy là cái vùng đó sẽ bị dập xóa luôn, được dập xóa luôn lập tức. Thế thì bản chất là gì? Đây, chúng ta quay trở lại với cái thao tác mà sử dụng công cụ cái lệnh Tô Container Way nhá. Các bạn nhìn lại này, tôi muốn xử lý vùng này đúng không, tôi muốn dập cái vùng này, thì tôi phải vẽ ra một vùng chọn bao lấy cái chỗ mà tôi muốn dập xóa. Sau đó thì tôi vào menu Edit, vào Fill, và tôi sử dụng gì đây, lệnh Tô là Container Way, nhấp OK thì nó sẽ lấy mỗi phía một tí điểm ảnh ở bốn phía xung quanh, nó lấp vào khi nào đầy cái này thì thôi. Đấy là cái phép Tô Container Way. Thế thì cái công cụ mà Spot Healing Brush này thực chất ra nó đang tái hiện lại theo một cái phong cách khác,
Có nghĩa là khi tôi di chuột vào đây và tôi vẽ ra một vùng xám xám này, thì vùng xám xám này được hiểu đấy chính là cái vùng chọn đấy. Và khi tôi buông chuột ra thì nó sẽ tự động, nó sẽ thực hiện cái phép tô container wave và nó sẽ lấy các cái điểm ảnh xung quanh nó lấp đầy vào trong cái vùng đen đen mà chúng ta vừa vẽ ra đấy. Và cái này thì chúng ta không cần phải lấy mẫu, chúng ta làm việc một cách trực quan, di chuột một cách rất thoải mái, vẽ ra cái vùng muốn muốn lấp, muốn xử lý là xong. Mọi chuyện đến đây là nó sẽ sạch sẽ và nó đã xử lý được cái nốt ruồi không mong muốn đó. Ngoài ra thì chúng ta lại còn có thêm một cái công cụ này nữa. Công cụ này lại xuất hiện sau thêm một tí nữa. Đó là Content Away Move. Thì cái này thì không phải là giúp chúng ta dập xóa mà giúp chúng ta dịch chuyển một đối tượng từ chỗ nọ sang chỗ kia. Trước khi mà có công cụ này thì tôi lấy một cái ví dụ như thế này nhé. Chẳng hạn như là tôi có nhu cầu là dịch cái cô này, không phải cô đứng ở vị trí này nữa mà tôi cô đứng ở sang vị trí này cơ. Thao tác này có làm được không? Tất nhiên chúng ta làm được, đúng không? Tôi sẽ sử dụng công cụ Lasso này. Tôi vẽ, hoặc là một công cụ nào đó, tôi vẽ một cái vùng chọn như thế này để tôi lấy cô này. Tốt nhất là nên gán thêm cho nó một feather. Ví dụ 10 đi. Sau đó thì tôi có thể là kéo thẳng cô này sang vị trí mới. Đó. Hoặc tôi có thể là Ctrl G đi, nhân bản để tạo ra một cái bản sao của cô này và tôi đặt sang một vị trí mới. Ok, dịch chuyển được sang rồi. Thế nhưng vấn đề là dịch sang mà tôi muốn là cái con này ở vị trí này phải mất đi, đúng không? Vậy thì tôi sẽ lại phải làm lại cái thao tác là gì đây? Dập xóa con này đi. Để cái chỗ này là như cánh đồng. Tất nhiên các bạn có thể dùng các phương pháp khác nhau và cái phương pháp mà chúng ta có thể làm được nhanh nhất đó chính là gì nhỉ? Chúng ta tô, đúng không? Content away. Vậy là cô này sạch sẽ mất đi. Như vậy là chúng ta phải mất mất hai thao tác, đúng không? Một thao tác là đẩy nhân bản và đẩy cái bản 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 nhân bản đó sang vị trí mới, và đồng thời quay lại cái vị trí cũ, dập xóa nhân vật cũ hoặc là cái chi tiết cũ của nó đi. Thế đấy là cái thao tác mà nó phải trải qua nhiều bước và rất nhiều người làm cái này. Do đó thì Adobe mới nghiên cứu và đưa ra cho chúng ta một cái công cụ hỗ trợ cái thao tác này như sau. Chúng ta sẽ có một cái công cụ gọi là công cụ Container Way Move. Tôi chọn công cụ này. Đấy, và tôi sẽ thực hiện cái thao tác như sau. Vẽ vùng chọn bao xung quanh cái đối tượng mà chúng ta muốn dịch chuyển vị trí. Sau khi chúng ta vẽ xong, chúng ta mới dùng chính công cụ đó, chúng ta kéo cổ ra sang bên này. Sau khi kéo xong, sang đến vị trí mà các bạn ngắm nghía mà các bạn thấy ổn thỏa rồi, các bạn buông chuột ra. Đó, Enter để xác nhận rằng là đúng là ở vị trí này. Nó sẽ tính toán, thứ nhất là nó đưa cái đối tượng này của các bạn sang vị trí này, và thứ hai là nó cũng tự động nó tính toán để làm sao đây, nó dập xóa luôn cái đối tượng gốc ở bên này đi, có nghĩa là nó làm kép luôn cho chúng ta cả hai thứ, dịch và xóa đối tượng gốc đấy. Thế còn hoàn hảo hay không thì còn phụ thuộc thêm vào cái quá trình mà chúng ta tạo vùng chọn đấy. Tạo vùng chọn làm sao cho nó đủ cái độ an toàn, có nghĩa là nó cũng rộng một tí thì nó đỡ biến dạng và nó đỡ bị tạo ra những cái phần sót đấy. Đến đây ví dụ như này thì các bạn thấy gần như là hoàn hảo luôn, dịch cái cô này sang vị trí mới, đồng thời dập luôn cái hình cũ của cô ấy ở vị trí gốc. Như vậy là tôi rất nhanh, tôi dịch từ vị trí nọ sang vị trí kia. Cái này thì ứng dụng trong thực tế có nhiều hay không? Có chứ, đúng không? Ví dụ như là các bạn đang chụp một cái cảnh mà nhiều người thế này, một ai đó hơi chậm chân, đứng hơi xa ở trong cái nhóm chẳng hạn, các bạn hoàn toàn có thể dùng cái công cụ này để các bạn dịch cái người đấy vào sát nhóm hơn, ví dụ như thế. Hoặc là một
người nào đó mà vô tình chui vào trong ống kính của mình chẳng hạn, đúng không? Các bạn hoàn toàn có thể dịch người ta sang ra, đừng có đứng sát vào cái ảnh mà tôi đang đang chụp tự sướng, ví dụ như thế. Những cái lúc mà chúng ta tự chụp thì không thể nào cản người khác đi đằng sau lưng chúng ta, đúng không? Hay là tự dưng chen vào cùng mình rất khó, nhưng mà với cái công cụ này thì chúng ta sẽ rất dễ, rất nhanh để chúng ta loại bỏ hoặc đẩy xa cái đối tượng đó ra. Đấy. Và nó còn có thêm một tùy chọn nữa như thế này, không những là dịch mà nó còn cho chúng ta một cái tùy chọn nữa. Đây các bạn nhìn ở trên này, phần mode này thì nó còn có thêm một cái phần là move, là dịch từ chỗ nọ sang chỗ kia đấy, và dịch xong thì nó xóa bản gốc. Thế còn extend, extend này thì nó cho phép chúng ta là nhân bản như thế này đấy, vừa dịch cái đối tượng này sang vị trí mới nhưng đồng thời vẫn giữ lại bản sao. Thì đấy là hai cái tùy chọn khác nhau đấy, nhân bản lên thành nhiều. Thì đấy là cái công cụ mới hơn, đó là công cụ Content Away Move. Thế còn nếu mà xét cùng cái thời điểm là ở bản 6 chấm thì đây, nó có ba công cụ này, Healing Brush, Patch Tool, và có một công cụ được gọi là công cụ Red Eye Tool. Công cụ này thì nó giúp chúng ta xử lý cái trường hợp là chụp thiếu sáng, chụp ở trong nhà và bật flash lên, và đến lúc đó là mắt bắt đèn flash và bị đỏ. Đấy. Thì công cụ này nó sẽ giúp chúng ta xử lý như sau. Này, chúng ta có một cái bức ảnh mà nó có chụp bằng flash và mắt bị đỏ, đúng không? Và bây giờ cái công cụ này nó sẽ giúp chúng ta xử lý như sau. Chọn công cụ Red Eye, thao tác đơn giản vô cùng luôn. Đấy. Các bạn sử dụng công cụ này vẽ một cái vùng tròn làm sao bao lấy cái khu vực mà nó có dính cái mắt đỏ. Sau đó các bạn vẽ như thế này, nó khử được hết ngay thì tốt, chưa khử hết thì các bạn cứ vẽ lần như thế này cho tới khi nào mà nó cắt hết các cái giá trị đỏ này đi thì ok. Vậy là nó sẽ tạo ra một cái bức ảnh mà không còn cái hiệu quả đèn flash nó bắt vào đáy mắt nữa. Tuy nhiên thì cái này tôi cũng nói luôn là nó cũng không phải là công cụ thực sự là hoàn hảo 100%. Tại vì sao? Khi mà nó cắt cái giá trị đỏ đi thì thường là nó sẽ bù cái giá trị đen, nó làm cho cái khu vực đó nó hơi bị sẫm một tí. Nếu như mà chúng ta là người châu Á mắt đen thì cái công cụ này là công cụ tuyệt hảo rồi. Nó có thêm đen hay bớt đen một tí đẹp vào trong cái mắt đen, nó cũng không gây ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng đối với một số giống người khác mà mắt người ta không đen, đấy, mắt nâu còn tàn tạ nhưng mắt xanh đấy, thì những cái dạng mắt như thế thì khi mà chúng ta đưa cái công cụ này vào, chúng ta xử được cái màu đỏ đi nhưng chúng ta sẽ làm mắt của người ta sẽ bị sẫm lại một chút. Thế thì trong trường hợp đó thì tôi nói luôn là các bạn cũng có thể là dùng một cái phương pháp khác mà chúng ta đã trao đổi hôm trước rồi, đó là chúng ta sử dụng cái công cụ Brush Tool này đó, hoặc là công cụ Color Replacement Tool này. Tôi sẽ sử dụng công cụ Brush này với cái điều kiện là gì? Không để ở chế độ normal nữa mà tôi dùng ở chế độ gì đây? Color. Sau đó các bạn nhấn phím Alt và các bạn lấy cho tôi cái màu mắt. Đấy. Sau đó thì các bạn gì đây? Vẽ đè lên đây. Thì nó sẽ đưa chính cái màu mắt đó lên, nó dập xóa vào cái phần màu đỏ của mắt. Và với cách như thế này thì chúng ta sẽ cảm thấy là nó đồng bộ hơn, nó không bị sẫm quá cái phần mắt đi. Đấy, đây là cái cách mà chúng ta sẽ dùng để chúng ta khử cái hiệu ứng mắt đỏ. Thế ngoài cái công cụ Brush Tool thì chúng ta lại phải chuyển đổi sang chế độ Color, thì chúng ta còn có một cái công cụ nữa mà hôm trước tôi đã nói rồi, đó là công cụ Color Replacement Tool. Thì chính bản thân cái thằng này nó đã được gán sẵn cái chế độ gì đây nhỉ? Gán sẵn chế độ Color rồi, và nó còn thêm cho chúng ta một cái dấu cộng nữa, đúng không? Để chúng ta kích vào đâu thì nó sẽ xử lý toàn bộ cái vấn đề đó và nó không bị tô lem ra những cái vùng màu khác. Đấy, thì các bạn dùng cái nào cũng được. Đấy. Gì một chút, như vậy là chúng ta đã cũng đã cắt được cái màu đỏ đi. Như thế là chúng ta đã làm quen thêm được một cái nhóm lệnh là cái nhóm lệnh và view sửa chữa, bao gồm có 5 cái công cụ ở đây.
đấy, công cụ Healing Brush, công cụ Spot Healing Brush, Patch Tool, Content Away Move và REST Eye Tool. Đấy, và trong đó thì tôi cũng trình bày luôn cho các bạn biết là cái quá trình, cái thứ tự lịch sử xuất hiện của những cái công cụ đó, từng thời điểm, cái nào trước, cái nào sau, và cái nào có điểm yếu, điểm mạnh như thế nào. Thế thì đấy là cái công cụ vá víu sửa chữa. Ngoài ra chúng ta còn có một cái nữa, đó là công cụ History Brush. History Brush thì nó cũng sẽ giúp chúng ta giải quyết một cái vấn đề như này. Đây cũng là cái công cụ hỗ trợ về chỉnh sửa. Chỉnh sửa tại sao lại dùng cái này? Là đó là chúng ta quay trở lại với khái niệm là cái lệnh Ctrl Z mà hôm trước đã nói, đúng không? Các bước ở trong cái cửa sổ History này, đúng không? Chúng ta làm bao nhiêu bước, mà có những cái bước nào hài lòng và bước nào không hài lòng, thì đây chính là cái công cụ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề đó. Thay vì dùng lệnh thì chúng ta dùng bút, đúng không? Chúng ta dùng bút là như thế nào? Tôi làm cái đoạn nào mà tôi cảm thấy là không hài lòng thì tôi có thể sử dụng cái bút History này, tôi vẽ vào trong cái đoạn mà tôi đã làm mà tôi cảm thấy không hài lòng lắm, thì nó sẽ khôi phục cho chúng ta về cái thời điểm ảnh gốc. Đấy. Và như thế thì chúng ta đảm bảo rằng là nó sẽ không mất quá nhiều các cái bước chúng ta làm, đúng không? Mô tả lại, đúng không? Nếu mà tôi làm 10 bước mà sau đó tôi quay trở lại, tôi nhìn ngắm và tôi thấy bước thứ 6, thứ 7 đó mà tôi không ưng ý, trong đó bước thứ 8, thứ 9, thứ 10 mà tôi ưng ý, rõ ràng để bỏ đi những cái bước thứ 6, thứ 7 mà không ưng ý, có nghĩa là tôi phải Ctrl+Z lùi cho tới khi nào mà tôi xóa bỏ mất cái bước thứ 6, thứ 7 mà tôi không thích. Nhưng đồng thời như thế tôi cũng mất luôn bước thứ 8, thứ 9, thứ 10 là cái bước ổn thỏa. Đó. Thế thì bây giờ với cái công cụ này, tôi hoàn toàn tôi có thể lách vào một khu vực nhỏ ở đấy để tôi làm sao đây? Tôi xử lý. Ví dụ bây giờ tôi không thích cái màu mắt này, đây. Tôi sử dụng cái bút tôi tô lại vào đây. Thì những cái chỗ khác làm tốt rồi, không sao, nó vẫn giữ lại và nó chỉ khôi phục lại cái vùng mà tôi di chuột này để đưa trở lại cái trạng thái gốc ban đầu thôi. Rồi sau đấy tôi muốn chỉnh lại thêm như thế nào nữa thì tôi chỉnh sau. Đấy, thì nó khác với lệnh. Công cụ khác với lệnh ở cái chỗ là chúng ta có thể tỉa được vào từng cái chỗ bé tí được. Đấy, và không ảnh hưởng đến những cái chỗ ngoài cái đầu bút hoặc đầu công cụ mà chúng ta đang làm. Thì đấy là cái lợi thế của cái công cụ. Đấy. Thế thì ở đây hôm nay là chúng ta giới thiệu một nhóm, một loạt các cái công cụ này. Đó. À, hôm trước là có thêm một cái Smooth này. Ok, nếu thế thì bây giờ tôi giới thiệu nốt là cái nhóm này, nhanh luôn cái nhóm này nhé. Đó là cái công cụ Blue và công cụ Sharp. Thì công cụ Blue với Sharp thì nó sẽ giải quyết những cái gì? Công cụ Blue và Sharp thì cái thông qua cái tên thì các bạn cũng hình dung luôn là nó làm việc gì, đúng không? Blue là làm mờ, làm nhòe, Sharp là làm sắc nét. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phân tích luôn, đôi lúc chúng ta cần đánh mờ, đánh blue một cái gì đó. Ví dụ như trường hợp này, chẳng hạn như là tôi có con vịt này, được chưa? Tôi lấy cái con vịt, tôi dán nó sang một cái hộp cảnh khác. Này, ví dụ này, copy nhá, lấy con vịt này, bây giờ tôi đưa nó sang một cái hậu cảnh khác, đây chúng ta lấy thử một cái bức ảnh có nước để chúng ta đặt con vịt vào đi, ví dụ thế này, này, thế bây giờ khi mà tôi ghép sang, cái thao tác mà ghép này là một cái thao tác mà chúng ta sẽ làm rất là nhiều. Đó, lấy một cái người này này, lấy một nhân vật này từ chỗ nọ, chuyển sang một cái hậu cảnh kia bằng các phương pháp chọn khác nhau để chúng ta lấy được. Thế thì bây giờ nó sẽ nảy sinh ra vấn đề gì? Nó cũng lại quay trở lại vấn đề là cắt dán. Đó, hậu cảnh của cái A không giống hậu cảnh của cái B, ánh sáng của cái A không giống ánh sáng của cái B, và đồng thời nữa không có một phương pháp nào cắt đến mức hoàn hảo rằng cắt sang là xài tốt được luôn. Thường thì chúng ta sẽ thấy là cái rìa của một cái đối tượng sau khi cắt từ hậu cảnh đó sang hậu cảnh kia, nó có vẻ như là bị sắc nét quá,
và trông rất rõ rằng là nó bị ghép. Thế thì chúng ta làm cách nào để mà chúng ta cho người ta có cảm giác rằng đây đúng là cái bức ảnh thật chứ không phải là bức ảnh ghép? Vì sao phát hiện ra ghép? Vì cái biên này rất sắc và nó không ăn vào cái hợp cảnh đấy. Và chúng ta sẽ dùng cái công cụ này như là một cái sự hỗ trợ. Tôi lấy ví dụ như sau: tôi sử dụng công cụ này và tôi di vào trong gì đây ạ? Tôi di vào trong cái mép này. Khi tôi di vào trong cái mép này thì tôi làm cho làm sao đây? Cái biên nó mờ nó nhòe đi, và khi cái biên nó mờ nó nhòe đi thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ ăn vào cái hậu cảnh phía sau hơn. Đây ví dụ chúng ta quan sát cái chỗ này rất sắc. Đấy. Cái chỗ này rất sắc. Thế còn chỗ này thì nó mờ thì nó lu vào phía sau, đúng không? Đấy thì các bạn quan sát một chút thì các bạn cũng sẽ thấy ngay là chỗ nào mà tôi đã di làm cho nó nhòe rồi thì rõ ràng nó lẩn vào cái hậu cảnh hơn, đúng không nào? Nó sẽ không còn cái tình trạng là bị quá sắc nét nữa. Nhưng chúng ta cũng còn có thể dùng một cái phương pháp nữa như sau. Đây. Khi cái đối tượng này là một layer rời, tôi sẽ sử dụng phím Control, tôi kích vào đây để tôi tải lên vùng chọn của nó, đúng không? Sau khi tải lên vùng chọn thì tôi đảo ngược lại bằng phím là Control Shift Y ngắm. Sau khi đảo ngược lại, tôi gọi tiếp là gì đây? Shift F6, đúng không? Và tôi cho nó một cái feather vừa phải. Có thể là 2, có thể là 3 gì đó. Sau khi mà tôi có cái feather đó rồi thì tôi sẽ xóa. Trường hợp này là xóa ngược, đúng không nào? Đáng nhẽ ra nó chỉ xóa vào cái vùng trong thôi, nhưng mà do có feather thì nó sẽ xóa lấn vào cái biên của cái đối tượng này một tí. Và đây, kết quả là nó sẽ xóa vào mà nó sẽ làm mờ nhẹ cái biên này. Khi cái biên mờ nhẹ này thì cũng không khác gì cái tình trạng là chúng ta sử dụng công cụ gì đây? Công cụ Blue, chúng ta đánh vào cái biên và nó làm cái biên nó nhòe nhẹ đi, nó mờ và nó sẽ lẩn cái hậu cảnh. Nó lẩn vào phía sau cái hậu cảnh. Thì đấy chính là cái phương pháp chúng ta sẽ xử lý cái đường biên để chúng ta ghép một đối tượng nọ, một cái nhân vật nọ sang một cái hậu cảnh kia. Đấy, đấy chính là cái phương pháp mà chúng ta sẽ sử dụng cái Blue. Tuy nhiên cái ngược lại này thì nó sẽ có một cái phần mà chúng ta cần phải lưu ý này. Sharp là cái ngược lại. Đấy. Thế nhưng mà nó sẽ có một cái phần mà các bạn hết sức lưu ý giúp tôi. Blue là sao? Blue là khi tôi di cái công cụ này vào đâu thì cái vùng đó nó sẽ bị nhòe, nó bị mờ đi. Nhòe mờ là vì sao? Nhòe mờ là vì nó sẽ giảm cái độ tương phản giữa các điểm ảnh kế cận nhau. Đấy. Nó giảm độ tương phản đi thì nó sẽ gây ra cảm giác nhòe. Thế còn ngược lại, thằng sharp thì nó hoạt động theo nguyên tắc là gì? Di vào đâu thì nó tăng độ tương phản ở những điểm ảnh nằm sát nhau lên đến đó. Và do đó gây ra cảm giác là nó sắc nét. Tất nhiên đừng có nghĩ rằng là vừa nãy mình sử dụng blue mình di nhòe đi thì đến lúc sau mình sử dụng sharp mình di lại là nó sẽ ngược lại hoàn toàn được, thì không phải đâu nhé. Đấy, chỗ này ví dụ tôi muốn làm cho nó sắc nét lên hơn nữa, đúng không? Tôi di vào đây, công cụ sharp. Di càng lâu, di càng nhiều thì nó càng làm sao đây? Nó càng sắc nét lên bằng cách là nó tăng độ tương phản. Nhưng ở đây các bạn phải nhớ cho tôi này, nó có mấy cái vấn đề. Một là công cụ này tác động nhanh hay không là do cái tham số strength. Thằng Blue cũng thế. Nó sẽ có từ 1 cho tới 100. Tham số càng nhỏ thì làm chậm từ từ, tham số càng to thì chúng ta di một cái là nó sẽ đẩy mạnh các cái hiệu ứng lên nhanh. Tuy nhiên đối với công cụ sharp thì các bạn hết sức cẩn thận cho tôi, tại vì công cụ này nó tăng cái độ tương phản lên, nhưng mà nó có giới hạn hay không? Nếu không có giới hạn là nó sẽ dẫn tới tình trạng là người ta gọi là cháy điểm ảnh. Đây này, ví dụ đây các bạn nhìn kỹ, đoạn này còn tạm chấp nhận được, đoạn này là bắt đầu tăng độ tương phản lên quá và nó sẽ gây lên cái tình trạng là cháy điểm ảnh. Và trước đây thì các phiên bản trước thì nó không có cái checkbox này đâu nhá, nó không có cái protect detail này.
Có nghĩa là nếu mà tôi di có thể là chúng ta sẽ thấy một đống màu sắc nó gai lên đến mức độ như này, không nhìn ra cái gì cả. Có cái protect detail này thì nó sẽ cho phép các bạn làm việc đến một mức độ nhất định nào đó mà nó thấy rằng nếu mà di quá nữa thì nó sẽ làm sai biệt hoàn toàn cái tông màu cũng như là cái chi tiết, thì nó sẽ không cho phép tăng thêm lên nữa. Tức là nó sẽ giữ ở một một cái mức độ có thể chấp nhận được, nó sẽ không quá đà quá. Tuy nhiên là khi chúng ta làm cũng vẫn phải cẩn thận. Riêng đối với cái này thì đừng có mắm môi mắm lợi mà gì. Đấy, tại vì là mặc dù cái này nó được coi là một công cụ hoạt động theo nguyên tắc real time, có nghĩa là thời gian thực, gì đến đâu thì nó sẽ cho chúng ta xem kết quả đến đó, nhưng thực ra là nó vẫn có một cái độ trễ nhất định. Đấy, tại vì là nó cần phải tính toán rất nhiều pixel. Sau khi di xong thì mỗi pixel này thay đổi như thế nào để thể hiện được cái sự thay đổi đó, và nó sẽ có một độ trễ nhất định. Thế nếu như mà các bạn mà làm việc theo kiểu sốt ruột ấy, mà các bạn cứ mắm môi mắm lợi, các bạn di cho sướng tay, thì khi dừng lại thì kết quả nó sẽ rất là quá, và chúng ta sẽ có một cái sự cháy màu như thế này. Tốt nhất là nên từ từ thôi, di một lần nhìn đã xem vừa chưa, chưa đủ thì di thêm một lần nữa. Đấy, chứ đừng có mà cứ giữ nguyên cái phím chuột mà di lấy được thì nó sẽ đi đến cái kết quả giống như những cái vùng mà tôi vừa demo này đó. Đoạn trên này nó có thể sắc nét lên nhưng nó không bị quá. Đấy, thế thì hôm nay là chúng ta làm việc với nhau là chúng ta giới thiệu một loạt các cái công cụ chuyên để mà tô vẽ chỉnh sửa thôi. Đấy, thế còn đến buổi sau tôi sẽ giới thiệu thêm những cái công cụ mà nó liên quan tới cũng tô vẽ chỉnh sửa nhưng mà nó liên quan tới cái các cái giá trị màu. Đấy, giá trị màu. Hôm nay thì có lẽ là tạm tạm dừng lại ở đây. Ai có cái vấn đề gì mà trao đổi thêm hoặc là thắc mắc thì chúng ta sẽ giải thích thêm. Thế thì tạm thời là hôm nay thì chưa demo một cái bài tập cụ thể ở đây, nhưng tôi sẽ gửi cho các bạn những cái bài tập đó lên trên Face. Đồng thời có thể cần thiết nữa là tôi cũng sẽ đưa cho các bạn những cái video hướng dẫn luôn các bước xử lý nó như thế nào. Đấy. Nhưng trước hết là các bạn sẽ tự làm trước đã, đúng không? Vướng ở đâu thì các bạn sẽ xem cái video hướng dẫn tiếp.